Hello cả nhà, ngày hôm nay là ngày 27 tháng 11 2022. Mình sẽ tiến hành thả cá vào hai cái chậu xi măng ha. Ở chậu thứ nhất thì mình sẽ thả cá kiếm coi sọc body để nuôi kết hợp với dòng cá bảy màu hát với giá lâu trong cái chậu xi măng có đường kính là 1m và cao tầm 50cm ha. Thì bắt đầu mình sẽ hòa nhiệt thả cái ly này vào trong cái chậu xi măng để cho nước hai bên nó cân bằng với nhau, các hồi sóng nhiệt. Tiếp theo mình sẽ cho nước ở trong hồ xi măng vào cái ly này để cho nước nó hòa với nhau ha, các không bị sốc nước. Cuối cùng là mình sẽ thả cá ra hồ để nuôi. Thì mỗi bước cách nhau từ 15 cho đến 1 tiếng ha. Thì nước mình chuẩn bị trước, cá bảy màu này mình đã thả trước 3 ngày, nước tạm ổn cho nên không lo lắng gì ha. Và nước trước đó thì mình đã chuẩn bị một tuần là mình sẽ hòn xi măng để sạch sẽ cho nước vào và sao cho rau nuôi chó vào để nó giúp ổn định nước. Mình phòng bệnh thì bằng ketoxylin ha, hoặc là muối hột cho vào để phòng bệnh cho cá. Bây giờ mình sẽ thả cá ra. Thì chuẩn bị nước đó để từ 3 cho đến 5 hoặc 7 ngày là nuôi cá ổn nha. Hồ nhất xong mình sẽ tiến hành thả cá ở hồ thứ hai. Hồ thứ hai thì mình sẽ vớt thêm một cặp cá trên rau sọc ở đây này để nuôi kết hợp với dòng cá muối ở cái hồ mới hơn. Thì đây là một cặp cá trên rau sọc ở đây màu trắng ha. Mình đã vớt ra chuẩn bị thả vào cái chậu xi măng mới. Kích thước thì tương tự là 1m và cao 50. Thì đây là cái dòng cá muốn lửa sọc ba đi ha. Mình sẽ thả vào nó kết hợp với dòng cá chân cao trắng. Ở cái chậu này thì ngoài hoa súng mình có thả rau nuôi chó cũng như ấu hái. Ấu hái thì bây giờ mình thả vào buổi chiều cho nên nó bắt đầu ở trạng thái ngủ. Ấu hái nó sẽ khép lá lại vào buổi chiều ha. Mà nó một ít nước bị ngập trong nước, nó tự ngập ha. Còn bình thường cả nhà thì ấu hái sẽ mở mặt lá ra nằm trên mặt nước bình thường ha. Thì ở hồ này thì mình sẽ trồng hoa súng kết hợp với rau nuôi chó ấu hái và một ít bèo Nhật. Hiện tại mình có cái combo ấu hái, cám ấu hái cùng với rau nuôi chó và bèo Nhật hay 100k bông xếp ha. Anh chị nào có nhu cầu trồng cây để set up một cái hồ tương tự như thế này thì liên hệ qua Zalo ha, 0786263569 để đặt cây. Hiện tại mình chỉ ship toàn miền Nam cũng như miền Trung, cho cây nó ưa nắng nóng ha. Miền Bắc thì 3 năm sau mình sẽ ship toàn quốc luôn nha.